Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 195 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Thơm Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Kỷ Linh ngộ ra thiên băng kiếm ý, liền dễ dàng đánh bại ba cự nhân hỏa sơn lui về phía sau. Hắn mượn nhờ vô ảnh độn thuật, tích huyết độn thuật có tính linh hoạt vượt xa đối phương, phòng ngự vốn nhẹ nhõm, công kích lại càng nghiền áp, rất thoải mái. Đang lúc Kỷ Linh chiến đấu nhẹ nhàng, vui vẻ và đầm đìa, hắn bỗng nhiên cảm giác được năm đại kiếm ý đang liên hệ với nhau. Sao? Đây là... Bỗng nhiên Kỷ Linh cảm giác năm đại kiếm ý đang hấp dẫn lẫn nhau, chúng bổ sung cho nhau, thậm chí chúng có cùng nguồn gốc và bổn nguyên. Kiếm đạo tuy mênh mông rộng lớn, dựa theo phân chia khác nhau nhưng còn chưa có phương hướng. Kỷ Linh xuất phát từ bản chất của kiếm, phân chia thành năm hướng. Năm hướng này tạo thành chỉnh thể kiếm đạo, tất cả kiếm thuật đều quy nạp làm một, phân biệt hình thành tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, thiên băng kiếm ý, âm dương kiếm ý và duy tâm kiếm ý. Năm đại kiếm ý chính thức phân tích mang theo phương hướng kiếm đạo. Năm đại kiếm ý này kỳ thực cũng là năm bộ phận kiếm đạo nguyên vẹn chân chính. Kỷ Linh ngộ ra một đạo kiếm ý, hai đạo kiếm ý, ba đạo kiếm ý, bốn đạo kiếm ý còn không có cảm giác được việc này. Nhưng khi năm đạo kiếm ý đều đã ngộ ra, trong chiến đấu hắn cảm giác được năm đại kiếm ý cộng minh lẫn nhau rất sâu. Năm đại kiếm ý hoàn toàn có thể kết hợp. Kỷ Linh tự nhiên bắt đầu kết hợp. Khác với các yêu nghiệt khác như Bối Tháp Lai Ách, như Đông Tu, như Khánh Hoàn Hoàng Tử, bọn họ kỳ thực không có hiểu ra tất cả phương hướng trong đạo của bọn họ. Ví dụ như Đông Tu, công kích chi đạo cũng chỉ một đầu, phòng ngự chi đạo chỉ hiểu một đầu. Về sau hắn kết hợp công kích phòng ngự hoàn mỹ, cho nên thực lực tăng nhiều. Muốn kết hợp phi thường khó. Khánh Hoàn Hoàng Tử cũng như thế, hắn chỉ hiểu được hai đạo mạnh nhất, đi dị vũ trụ khởi nguyên chi địa mới kết hợp được. Bối Tháp Lai Ách còn mạnh hơn, hiểu được ba đầu đạo mạnh nhất mà lại có thể kết hợp với nhau. Thế nhưng mà có năm mảnh sành vỡ, Đông Tu, Khánh Hoàn chỉ nắm giữ hai phần. Hắn bằng vào đại trí tuệ gian nan kết hợp hai mảnh sành với nhau, hình thành đạo của hắn. Bối Tháp Lai Ách nắm giữ ba phần, cũng gian nan mới kết hợp lại. Có thể Kỷ Linh thì sao đây? Hắn nắm giữ tất cả, bên trong bao hàm tất cả phương diện của đạo, giống như mảnh sành vỡ, cho nên căn bản không cần hao tổn tâm tư gì, tự nhiên dễ dàng liên hợp với nhau, bởi vì hắn nắm giữ năm đạo với nhau. Ông ông ông. Kiếm của Kỷ Linh biến hóa, kiếm của hắn không có nhận thức cố định. Xoẹt. Mắt thường khó có thể rình mò một kiếm này vô tung vô ảnh, nhưng tới trước mặt cự nhân hỏa sơn lại đột nhiên hóa thành vòng xoáy kiếm quang lỗ đen, trực tiếp dẫn dắt cho cự nhân hỏa sơn. Bởi vì quá mức đột ngột làm cho cự nhân hỏa sơn lảo đảo, giống như trêu đùa hài tử vậy. Âm vù oanh. Kỷ Linh hành tẩu giữa ba cự nhân hỏa sơn, năm đại kiếm ý hội tụ thành luân hồi kiếm ý. Năm đại kiếm ý giống nhau như năm bộ phận, sau khi tạo thành liền hình thành một chỉnh thể viên mãn. Nó luân hồi tự nhiên, thậm chí kiếm khí khác nhau có thể ảnh hưởng lẫn nhau vô cùng dễ dàng. Ví dụ như vốn thi triển thiên băng kiếm ý, nhưng trong quá trình tích lũy uy năng đột nhiên chuyển hóa làm tích huyết kiếm ý, sẽ làm tích huyết kiếm ý đáng sợ hơn. Tích huyết kiếm ý tăng vọt nhanh chóng, phi thường tự nhiên chuyển hóa thành thiên băng kiếm ý. Bởi vì tốc độ cực nhanh cho nên uy năng dễ dàng để thăng. Năm đại kiếm ý lưu chuyển luân hồi và hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đều bỏ tăng một cảnh giới. Từ đó Kỷ Linh hiểu được minh nguyệt năm đại kiếm ý. Năm đại kiếm ý dễ dàng chuyển hóa tự nhiên luân hồi viên mãn. Là năm đạo mạnh nhất ư? Cứ như vậy kết hợp sao? Thân ảnh giáp xanh thì thào tự nói. Không nên đoạt với ta, ngàn vạn lần chớ đoạt với ta. Đệ tử thân truyền của chủ nhân ta là hắn. Tam đệ, Bắc Minh không có đánh ở tầng thứ 24 liền đã rời đi, hiển nhiên sớm buông tha rồi. Dựa theo quy củ lúc trước, trước tầng 24 ta phụ trách, 12 tầng sau là đại ca phụ trách mà. Nam tử áo trắng liền nói. Ánh mắt đại ca rất cao, cho dù kết hợp hoàn mỹ thì thế nào chứ, khẳng định không nhìn chúng. Cho nên ta nhìn chúng hắn là đệ tử thân truyền của chủ nhân. Từ khi ba vị đại năng kiếm đạo chết đi, vô tận năm tháng tới nay, ba người bọn họ đang ở đây tuyển chọn đệ tử. Có thể tìm được người phù hợp quá khó khăn. Trước kia Kỷ Linh đầy đủ ưu dị, bọn họ không quá đặt vào mắt. Không thể hợp đạo mạnh nhất cũng vọng tưởng đạt được những bảo vật của đại năng vĩnh hằng lưu lại ư, nằm mơ đi. Hiện tại Kỷ Linh kết hợp năm đạo mạnh nhất một cách hoàn mỹ. Nam tử áo trắng
thân ảnh giáp xanh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang, giống như sợ Kỳ Linh lập tức chạy mất vậy. Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng. Đại ca, ta biết rõ người ánh mắt rất cao mà. Nam tử áo trắng liền nói. Không phải là năm đầu mạnh nhất chi đạo hay sao? Không phải đã kết hợp phản mỹ hay sao? Cuối cùng mới chỉ là gần kề thế giới cảnh mà thôi. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói. Đạo càng gian nan, sinh tử đạo quân một bước một sinh tử, đặc biệt là hợp đạo. Những đạo quân nghịch thiên kia, vô tận tế nguyệt, mỗi thời đại đều có cả, nhưng có mấy ai thành chúa tể đây? Đừng nhìn ra hỏa gọi là Bắc Minh nhìn như không tệ, chỉ sợ tương lai hắn không hợp đạo thành công đâu. Đạo quân nghịch thiên rất nhiều, mỗi thời đại đều có mấy người như thế. Thế nhưng mà trong lãnh thổ quốc gia vô tận, lại qua vô tận năm tháng chỉ có ba chúa tể. Nam tử khôi ngô nói rất đúng, hợp đạo thành tựu vĩnh hằng đối với những yêu nghiệt này khó càng thêm khó. Cho nên đừng xem hắn quá nặng. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói. Nói như vậy đại ca ngươi chứng mắt hắn ư? Thân ảnh giáp xanh liền nói. Đã nói như thế, ta sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền của chủ nhân. Nam tử áo trắng nói thẳng. Ta còn chưa nói hết. Nam tử khôi ngô tức giận lên tiếng. Thân ảnh giáp xanh và nam tử áo trắng nhìn nhau. Thân ảnh giáp xanh liền nói. Đại ca, ngươi có ý gì đây? Ngươi không phải không quan tâm Bắc Minh này sao? Chẳng lẽ thật muốn đoạt với huynh đệ ư? Đại ca, ngươi mới vừa nói mà, ta nhớ rõ ràng. Nam tử áo trắng cũng liền nói. Bao lâu đây, bọn họ tuân theo lệnh của chủ nhân, chờ đợi quá lâu rồi. Kỳ Linh là người đầu tiên bọn họ cuồng nhiệt. Trước kia cũng có người kết hợp công kích phòng ngự chi đạo hoàn mỹ với nhau. Dù sao chỉ hiểu một hai đạo, hoàn toàn không quá hợp với đạo của chủ nhân bọn họ. Kỳ Linh này có kiếm đạo bao hàm các phương hướng, bất kể là đi đường giết chóc như chủ nhân của thân ảnh giáp xanh, hay là đường phiêu miễu khó lường như chủ nhân của nam tử áo trắng, hay là chúa tể cầm đại kiếm chính là chủ nhân của nam tử khôi ngô. Kỳ Linh tất cả đều phù hợp, đều có thể học được. Ta chỉ nói không nên xem hắn quá lặng mà thôi. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói. Hơn nữa hắn có thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta hay không cũng không phải do ta quyết định, mà là thanh cự kiếm kia có nguyện ý nhận chủ hay không. Thân ảnh giáp xanh nam tử áo trắng khẽ giật mình. Mà thanh cự kiếm kia có được lực lượng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi, chính là vũ trụ chi bảo. Mặc dù là vĩnh hằng đế quân cũng ước mơ tha thiết, thế nhưng vũ trụ chi bảo là bảo vật chọn người, nó không ủng hộ căn bản không thể cưỡng ép luyện hóa. Ta chỉ có thể xác định hắn có thể trở thành đệ tử ký danh của chủ nhân hay không. Nam tử khôi ngô nói. Xác nhận đệ tử thân truyền cần phải do thanh kiếm kia nói mới tính. Sao, như thế nào, người muốn thu hắn làm đệ tử ký danh sao? Thân ảnh giáp xanh nam tử áo trắng đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, ngươi không phải vẫn không thèm ngó tới sao? Thân ảnh giáp xanh không nhịn được nói thầm. Có thể thành đệ tử ký danh hay không cũng phải nhìn hắn có thể sống sót dưới kiếm của ta hay không đã. Nam tử khôi ngô vừa mới nói xong, một tiếng nổ ầm vang. Lúc này có 6 cánh tay hiện ra, cánh tay đồng thời cầm 6 thanh u lam cự kiếm. Cự kiếm cũng không phải là vũ trụ chi bảo, chỉ có thể xem như đạo chi thần binh phòng chế vũ trụ chi bảo mà thôi. Xoẹt, cả thân ảnh hóa thành kiếm quang xé rách không gian, tốc độ lập tức đạt tới gấp 5 lần tốc độ ánh sáng, làm người ta sợ hãi thán phục. Cần biết đây là tốc độ đạo quân tứ bộ mới có thể đạt tới được. Đương nhiên cấp độ đạo khác nhau, am hiểu cũng khác nhau. Như Kỳ Linh sử dụng tích huyết kiếm thuật từ trước đến nay chưa từng có. Hắn dùng kiếm thi triển tích huyết kiếm ý, chính là tích huyết độn thuật. Tích huyết độn thuật là độn thuật tốc độ cao nhất của Kỳ Linh. Vô ảnh độn thuật càng quỷ dị hơn một chút, tuy tốc độ cũng hơi chậm, nhưng từ khi Kỳ Linh kết hợp năm đạo mạnh nhất với nhau một cách hoàn mỹ, tích huyết độn thuật cũng phát sinh biến chất, càng tấn mãnh biến chất càng nhanh hơn đại khái gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Hắn chỉ cần nhảy một cái cũng có tốc độ gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Kiếm đạo năm đại kiếm ý của ta đều kết hợp hoàn mỹ với nhau, độn thuật này lại không kịp hắn nữa. Kỳ Linh dễ dàng trà đạp ba đại cự nhân hỏa sơn. Nhìn thấy nam tử khôi ngô từ xa bay tới, hắn không dám lãnh đạm, liền đằng vào pháp bảo dây thừng phân tách ba gã cự nhân hỏa sơn, làm chúng không thể ảnh hưởng tới mình được nữa. Trước thử một kiếm đi. Nam tử khôi ngô lúc này quát lớn. Kiếm quang từ xa bay tới, uy thế mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một đạo thẳng tắp trực tiếp bổ thẳng vào Kỳ Linh. Giờ phút này cả thế giới như tối sầm lại, chỉ có một kiếm đáng sợ bổ tới. Trong lúc nhất thời lại làm cho Kỳ Linh căn bản không thể tránh né, chỉ có thể ngăn cản. Ầm ầm ầm.
Lỗ đen kiếm quang xoay tròn, giống như hoa sen bóng tối, một tầng tầng xoay tròn, tốc độ xoay tròn hung hãn, liền hóa thành thiên băng thức, khi thì ôn nhu phiêu hốt như vô ảnh thức. Phốc phốc phốc. Lúc này, U Lam đại kiếm trực tiếp bổ vào lỗ đen kiếm quang, sau khi tầng tầng thay đổi, cho đến khi cải biến kiếm chiêu của nó, đồng thời đã làm suy yếu đối thủ. Kiếm chiêu phòng ngự thật mạnh. Nam tử Khôi Ngô cũng cảm giác được U Lam đại kiếm của hắn lâm vào tầng thay đổi kia, cũng suy yếu không ít, giống như một luân hồi, vĩnh viễn trốn không thoát. Phá, phá. Nam tử Khôi Ngô bình tĩnh như trước, hắn tin tưởng vững chắc kiếm đạo của chủ nhân, mặc người cứng cỏi, tất cả đều dùng lực phá pháp, cưỡng ép phá đi. Kiều Linh lúc này bay ngược ra sau, về sau lùi 5 bước trên mặt đất, có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào nam tử Khôi Ngô. Ngăn cản ư? Một kiếm của đại ca bị hắn ngăn cản chính diện, lợi hại. Tên gia hỏa lần trước tuy kết hợp công thủ hoàn mỹ, nhưng lại bị một kiếm của đại ca đánh cho ngã. Thân ảnh giáp xanh đứng trước thần điện xa xa, sợ hãi than thở. Nam tử áo trắng lại nói: Bắc Minh nắm giữ năm đầu kiếm đạo trọn vẹn, kiếm đạo luân hồi với nhau, kiếm của hắn không có bất cứ khuyết điểm nào, thậm chí mỗi khi thi triển đều mang tới cực hạn. Nếu như nói tính bền dẻo, kiếm đạo của Bắc Minh có tính dẻo dai nhất rồi. Nếu như hắn có thể mang kiếm đạo này đánh với yêu nghiệt dung hợp hoàn mỹ khác, yêu nghiệt kia trên kiếm đạo sẽ có khuyết điểm. Thế nhưng Bắc Minh là am hiểu các phương diện, hắn hoàn toàn có thể dùng sở trường của mình khắc chế sở đoản của đối phương. Thân ảnh giáp xanh cũng tán thưởng: Lợi hại, lợi hại, ngộ trọn vẹn năm đầu kiếm đạo mạnh nhất, tương lai hắn trở thành đạo quân biên giới hợp đạo, hoàn toàn có khả năng sẽ là đạo quân mạnh nhất đấy. Đạo quân nghịch thiên cũng có bài danh, như lãnh thổ quốc gia vô tận mang nhai quốc có Lê Tinh công chủ. Đám đại năng mang nhai quốc cho rằng bối tháp đại ách đạt tới biên giới hợp đạo, đoán chừng có thể so sánh với Lê Tinh công chủ. Lê Tinh công chủ năm đó cùng ba đao chém giết Vĩnh Hằng đế quân. Cho dù như thế, trong lãnh thổ quốc gia vô tận, hắn chỉ xếp thứ hai trong các đạo quân mà thôi. Bởi vì đạo quân nghịch thiên nhất cũng có thể kết hợp đạo mạnh nhất với nhau, mặc dù kết hợp cũng có phân chia cao thấp. Nam tử áo trắng cũng tán thưởng: Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy ngày đó. Thân ảnh giáp xanh bỗng nhiên trầm mặc. Bọn họ nghiêm khắc không tính là tính mạng chân chính, hơn nữa bọn họ vĩnh viễn lưu lại đây chọn lựa đệ tử cho chủ nhân. Tuy bọn họ cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn hướng tới thế giới rộng lớn, thế giới dậy sóng ở bên ngoài. Lúc bấy giờ, sáu cánh tay của nam tử Khôi Ngô nắm một thanh cử kiếm, lúc công kích hung nguy ngập trời, lúc phòng ngự bất động như núi. Giao thủ với hắn cũng cảm giác đối mặt với đá ngầm trong biển cả, mặc sóng biển nhấp nhô, uy hiếp nó sẽ không ngừng gia tăng. Loại thế giới đáng sợ này phải bị chặt đứt. May mắn Kỳ Linh có vô ảnh thức quỷ dị khó lường, cho nên ngăn cản công kích của nam tử Khôi Ngô. Tốt. Nam tử Khôi Ngô dừng lại, Kỳ Linh khẽ giật mình cũng dừng lại. Ác chiến hồi lâu, hắn cũng đạt được nhiều chỗ tốt. Dưới áp lực đáng sợ như thế, hắn càng dung nhập kiếm thuật của mình một cách thông thuận tự nhiên. Nam tử Khôi Ngô mang cho Kỳ Linh áp lực rất lớn, bất kể là tốc độ, cự kiếm uy năng đều áp chế Kỳ Linh một mảng lớn. Tuy Kỳ Linh có rất nhiều thủ đoạn kiếm đạo, cho nên miễn cưỡng tương xứng mà thôi. Chủ nhân của ta tại thế giới cánh còn hơi yếu hơn ngươi. Nam tử Khôi Ngô nhìn Kỳ Linh khẽ gật đầu nói: Người có tư cách trở thành đệ tử ký danh của chủ nhân ta. Cấm miệng. Đại ca. Hai tiếng quát phẫn nộ vang lên. Hô cấm miệng chính là thân ảnh giáp xanh thô bạo, hô đại ca chính là nam tử áo trắng. Hai người bọn họ hóa thành hào quang bay tới. Hai người bọn họ vẫn quan sát chiến trường, cảm ứng tất cả bao động. Lúc đại ca vừa nói chuyện thì bọn họ đã phản ứng. Đại ca, người quá phận rồi. Nam tử áo trắng tốc độ nhanh hơn một chút nên tức giận nói: Người không phải trước mắt Bắc Minh hay sao? Bắc Minh. Thân ảnh giáp xanh đáp, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Đừng có đi làm cái gì đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh làm cái gì chứ? Chủ nhân của ta lưu lại 9 thanh thần kiếm, mỗi một thanh có uy năng không cường đại, 9 thanh kết hợp lại càng khó lường. 9 thanh thần kiếm còn có các bảo vật khác nữa, đều là chủ nhân của ta chuẩn bị cho đệ tử thân truyền. Ta nhìn ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta. Luận bảo vật, chủ nhân của ta cho nhiều hơn chủ nhân của ngươi. Nam tử áo trắng cũng nói: Bắc Minh à, ngươi cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta. Lúc trước chủ nhân ba người là huynh đệ của nhau, chủ nhân của ta sắp xếp thứ hai cũng có thực lực gần với chúa tể. Ngươi, ngươi. Thân ảnh giáp xanh tức giận
Không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này, nam tử áo trắng vốn đứng bên hắn lại âm thầm quay lại với hắn. Cũng đừng trách nhị ca, thực sự tìm đệ tử giỏi cho chủ nhân mà thôi, ta chờ quá lâu rồi. Nam tử áo trắng ra vẻ người vô tội nói. Cấm miệng! Nam tử khôi ngô gương mặt lạnh lùng rốt cục không nhịn được gầm lên. Hắn nhìn về phía Kỳ Linh, tất cả nên do Bắc Minh chính chọn thế nào đi. Đệ tử ký danh của chú tể hoặc là đệ tử thân truyền của hai kiếm đạo đại năng khác chỉ được chọn một tư. Bị ba người trước mặt nhìn chằm chằm, nội tâm Kỳ Linh vô cùng thoải mái. Kỳ thực trước kia bị nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh ngăn cản, Kỳ Linh đã phi thường cẩn thận với tầng thứ 36 này. Dù sao hắn cũng không muốn chết, nhưng mà hắn lại tự tin với phòng ngự của bản thân. Cộng thêm vào đó, hắn cũng không phải chết thật, hắn nguyện ý dùng phân thân này liều một lần. Liều thắng sẽ đạt được đại cơ duyên, kết quả thì sao đây, còn nhẹ nhõm hơn hắn dự đoán. Trực tiếp hiểu ra thiên băng kiếm ý càng như nước chảy thành sông, dung hợp năm đại kiếm ý với nhau. Kỳ thực việc này cũng rất bình thường, bởi vì minh nguyệt kiếm thuật, năm đại kiếm thuật của Kỳ Linh đã sớm tu luyện tới bình cảnh. Lúc ở trong kiếm cung mang ngay quốc đột phá âm dương thức, kế tiếp bốn thức tích huyết thức, vô ảnh thức, duy tâm thức, thiên băng thức càng ngày càng thông thuận. Lúc đến hậu kỳ đột phá càng nhanh, cuối cùng kết hợp với nhau lại càng dễ dàng. Tiền bối, Kỳ Linh nhìn xem nam tử khôi ngô nói, không biết vãn bối có thể trở thành đệ tử thân truyền của chú tể hay không? Muốn, muốn là tốt nhất. Đệ tử thân truyền ư? Nam tử khôi ngô khẽ giật mình, lúc này hắn cười cười nói, dã tâm còn không nhỏ, muốn trở thành đệ tử thân truyền của chúa tể nhất định phải được thanh vũ trụ chi bảo kia tán thành. Nó không ủng hộ ta sao? Kỳ Linh liền truy vấn. Nó không có phản ứng. Ta hỏi giúp ngươi một chút vậy. Bỗng nhiên nam tử khôi ngô nhắm mắt lại. Trong thế giới nội vực, thi thể chúa tể cao 108,000 trượng giống như yên lặng đứng tại nơi đó vô tận năm tháng. Hai tay của hắn chống lên thanh u lam cự kiếm, bỗng nhiên u lam cự kiếm tỏa ra hào quang, lưu chuyển và phát ra một tiếng kiếm ngân. Vèo! Một đạo thân ảnh lóe lên xuất hiện trước thi thể của ba vị đại năng kiếm đạo. Xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ ta không cảm ứng sai ư? Vừa rồi xuất hiện chấn động sao? Một nam tử mặc trường bào với đôi mắt bạc nghiêm túc và trang trọng, hắn nhìn chằm chằm vào ba thi thể kiếm đạo đại năng. Chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện đặc thù ư? Tại Vạn Ma Thâm Uyên tầng thứ 36, ba gã cự nhân hỏa sơn sớm bị Kỳ Linh thả ra ngoài, chúng hóa thành ba ngọn núi. Trên phế tích đại địa rách nát, Kỳ Linh, nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đều chằm chằm nhìn vào nam tử khôi ngô. Bọn họ vô cùng khẩn trương. Nếu như vũ trụ chi bảo thực nguyện ý nhận chủ, như vậy Kỳ Linh lựa chọn không cần nhiều lời. Ta đã hỏi qua. Nam tử khôi ngô mở mắt ra. Sao, như thế nào? Kỳ Linh liền hỏi thăm, nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn. Nếu như thành vũ trụ chi bảo thực nhận chủ, chỉ sợ đã có động tĩnh đặc thù rồi. Nam tử khôi ngô thở dài nói, người ngộ kiếm đạo đúng là hoàn mỹ, hơn nữa cũng chứa lộ tuyến kiếm đạo của chúa tể. Ngươi là người có kiếm đạo hoàn mỹ nhất mà ta biết được. Thế nhưng thanh kiếm này không thích đi theo ngươi. Sao không thích ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Đúng, chính là không thích. Nam tử khôi ngô nói, nó đi theo chủ nhân của ta vô tận tuế nguyệt. Nó ưa thích là chủ nhân phóng khoáng như biển, thâm trầm như núi, không thích người như ngươi. Kỳ Linh cảm thấy tức cười. Dĩ nhiên là nguyên nhân này. Giống như nam nhân nhìn đôi mắt của nữ nhân vậy, vũ trụ chi bảo cũng phải nhìn thuận mắt mới đi theo. Hiển nhiên nó bị chú tể ảnh hưởng quá lớn, ưa thích tính cách người tu hành giống như chú tể. Xem ra ta không có duyên với vũ trụ chi bảo rồi. Kỳ Linh cười lắc đầu. Nó không nhìn chúng mình cũng không có biện pháp nào cả. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn phải thừa nhận. Dù sao muốn làm vũ trụ chi bảo nhận chủ vô cùng khó. Ngay cả Vinh Hằng Đế Quân cũng tha thiết ước mơ một kiện vũ trụ chi bảo. Nó không thừa nhận mình cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, sâu trong nội tâm vẫn có thất vọng. Không thích ta ư? Không thích ta sao? Ta còn không nhìn chúng người đấy chứ. Đây cũng là lời Kỳ Linh tự an ủi mình. Dù sao mình tiếp cận cơ hội đạt được vũ trụ chi bảo. Bác Minh cũng đừng quá thất vọng. Nam tử áo trắng an ủi. Không phải chỉ là một kiện vũ trụ chi bảo thôi sao? Ánh mắt đại ca rất cao. Ánh mắt của vũ trụ chi bảo chẳng những rất cao mà còn lại kỳ quái nữa. Thân ảnh giáp xanh liền nói, ta thích ngươi trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta đi. Bác Minh, nghĩ kỹ chưa? Nam tử khôi ngô nói,
Kỳ Linh suy tư xem nên làm đệ tử ký danh của chúa tể hay là đệ tử thân truyền của kiếm đạo đế quân đây. Ba vị tiền bối, trở thành đệ tử ký danh chúa tể hoặc là trở thành đệ tử thân truyền của hai đế quân khác, ta sẽ nhận được bảo vật gì đây, pháp môn gì, có thể cho ta xem được không? Như vậy cũng sẽ dễ lựa chọn. Kỳ Linh hỏi. Cũng tốt thôi. Chúng ta lấy ra đây. Người trước nhìn một chút đi. Ba vị này đều vung tay lên. Vù vù vù. Ở một góc phế tích có hư ảnh xuất hiện, đều là hư ảnh bảo vật, từng kiện vô cùng bất phàm. Để ta tới trước vậy. Thân ảnh giáp xanh chỉ vào hư ảnh chiến chơi huyết sắc đại kiếm. Vốn chín thần kiếm này uy năng vô cùng, bình thường muốn mua cũng khó mua được. Còn có một thân khải giáp, còn có hồ lô, còn có lá cờ vải. Đương nhiên cuối cùng là truyền thừa kiếm thuật, một ít bí thuật thần thông. Một gã đế quân có hơn phân nửa bảo vật, Kỳ Linh xem xong cũng có suy nghĩ. Tới lượt ta. Nam tử áo trắng cũng bắt đầu giảng thuật. Một bên là ba thanh kiếm màu tím, màu vàng, màu trắng và rất nhiều bảo vật khác nữa. Nam tử khôi ngô im lặng đứng trong phế tích, đợi đến khi tam đệ và nhị tệ nói xong hắn mới lên tiếng. Nơi này có hai phần bảo vật, theo thứ tự là cho hai gã đệ tử ký danh, người chỉ có thể chọn lựa một phần. Một phần này có giá trị 5.000 vạn phương hỗn độn linh dịch, có chúa tể tự tay luyện chế hai phần đạo phù, có một thanh thần kiếm chúa tể năm đó sử dụng trước khi đạt được vũ trụ chi bảo, mà thanh kiếm này giá trị không thua gì thần binh của chủ nhân tam đệ nhị đệ. Ngoài ra còn có chủ nhân lưu lại kiếm thuật nguyên vẹn và bí thuật thần thông. Còn một phần khác cũng có giá trị 5.000 vạn phương, chúa tể luyện chế hai phần đạo phù, có khải giáp chúa tể sử dụng khi còn sống. Bộ khải giáp này rất diệu dụng, chân quý không thua gì thần binh chủ nhân tam đế, nhị đế. Ngoài ra còn có chủ nhân lưu lại kiếm thuật nguyên vẹn và bí thuật thần thông. Nam tử khôi ngô nói xong liền im lặng. Nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đều nhìn Kỳ Linh, chờ mong nhìn hắn. Kỳ Linh thì nhìn kỹ. Tuy nhiên nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh rất tốt với mình, hiện tại liên lụy tới đại cơ duyên của bản thân, Kỳ Linh tuyệt đối không lựa chọn theo tình cảm. Hai vị vĩnh hằng đế quân đều lưu bảo vật cho đồ đệ, bảo vật rất nhiều, nhiều bảo vật như thế có giá trị kinh người. Luận bảo vật, hai vị vĩnh hằng đế quân nhiều hơn. Thế nhưng chúa tể lưu lại có trợ giúp lớn với mình. Kiếm đạo chúa tể lưu lại truyền thừa chỉ sợ trong lãnh thổ quốc gia vô tận cũng không có. Hắn truyền thừa muốn học cũng không học được. Hắn có thể hợp đạo thành công có trợ giúp lớn đối với Kỳ Linh. Thích hợp mới là tốt nhất. Huống chi bảo vật của hai vị đế quân khác cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp bán đi. Ngược lại chúa tể đạo phù hỗn độn linh dịch là thứ ta cần. Kỳ Linh gật gật đầu. Thực xin lỗi hai vị tiền bối vậy. Kỳ Linh áy náy nói ra. Nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đứng trên phế tích đều thở dài một hơi. Bọn họ cảm thấy tiêu điều. Nam tử áo trắng thì lắc đầu cười nói. Hai chúng ta cũng có thể đoán được. Dù sao kiếm thuật nguyên vẹn của chúa tể đối với người tu hành kiếm đạo là báu vật vô giá mà. Kiếm thuật nguyên vẹn của kiếm đạo chúa tể đúng là báu vật vô giá. Kiếm đạo đại năng như Thiết Giám đế quân vẫn có thể tìm được mấy người. Muốn tìm truyền thừa như chúa tể đã chết đi kia là không có khả năng. Kỳ Linh suy nghĩ tương lai đặt tới biên giới hợp đạo, tốn hao cái giá lớn cũng không tìm được truyền thừa nguyên vẹn như thế. Đại ca, chúc mừng. Đại ca, người cuối cùng thì cũng thu được đệ tử ký danh cho chúa tể rồi. Hai người bọn họ đều chúc mừng, nội tâm bọn họ cảm khái. Hai người bọn họ và đại ca đã chờ đợi quá lâu, chỉ có thể nói ánh mắt bọn họ quá cao. Hôm nay trải qua vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc đại ca cũng tìm được đệ tử ký danh cho chúa tể. Dù sao chúa tể chỉ thu hai đệ tử ký danh mà thôi, đệ tử ký danh nhận được chỗ tốt còn giá trị gấp 10 lần thành đệ tử thân truyền của Tuyết Giám đế quân. Bất kể là thần kiếm hắn từng sử dụng hay khải giáp hắn mặc khi còn sống, tất cả phi thường có giá trị. Bác Minh, nam tử khôi ngô tươi cười nói, đi theo ta. Nói xong hắn hóa thành hào quang bay vào bên trong thần điện. Vèo vèo, nam tử khôi ngô, Kỳ Linh một trước một sau bay vào trong thần điện. Sao? Kỳ Linh nhìn chung quanh, trước mắt là một hồ dung nham nóng chảy, bên cạnh hồ có một cây đại thụ như ngọc bích sinh trưởng. Kỳ Linh không nhận ra lai lịch của cây đại thụ này. Biên giới của hồ dung nham này còn có một gian nhà đá, trong nhà đá có một thân ảnh đang ngồi. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi đó, đang ngồi không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên. Chủ nhân, nam tử khôi ngô đi qua cung kính nói, đã chọn ra một gã đệ tử ký danh. Kỳ Linh lập tức đoán ra thân ảnh này chính là một đạo thần niệm của kiếm đạo chúa tể lưu lại khi còn sống. Trong nhà đá tối như mực có một thân ảnh khoanh chân ngồi đó,
bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy như thông đạo vũ trụ, lập tức làm cho Kỳ Linh mất phương hướng. Đệ tử của ta, nếu sau này hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, ân ta ban thưởng hôm nay hãy báo đáp lại trên người của Đan Tôn giả. Một giọng nói phức tạp từ trong nhà đá truyền ra bên ngoài. Vù. Lúc này trên người nam tử có một đạo hào quang bay ra ngoài, hào quang đụng chạm lên người Kỳ Linh, lập tức chui vào thân thể Kỳ Linh. Lúc này thân ảnh đang ngồi khoanh chân tại đó cũng hơi ảm đạm một chút, đồng thời một tiếng vang sinh ra, cửa nhà đá liền đóng lại. Kỳ Linh đứng ở đó, trong đầu hiện hiện vài bức hình ảnh. Hình ảnh chính là nam tử khôi ngô còn yếu ớt đang thi triển kiếm thuật, sau đó trở thành tổ thần, trở thành thế giới cảnh, trở thành đạo quân, trở thành đế quân, rất nhiều chẳng cảnh luyện kiếm. Kiếm pháp từ yếu tới mạnh đã hoàn toàn vượt qua Kỳ Linh tưởng tượng. Vị chúa tể này từ thế giới cảnh đã kết hợp hai đạo hoàn mỹ, tuy còn kém Kỳ Linh nhưng không kém quá nhiều. Hắn càng kinh diễm, thành tựu vĩnh hằng, được tôn xưng là chúa tể, cấp độ vĩnh hằng đế quân, cho dù đạo quân nghịch thiên cũng không dám khiêu khích, bởi vì lúc bọn họ là đạo quân cũng là tồn tại nghịch thiên. Khi thành tựu đế quân, thần thông kiếm thuật càng không tưởng tượng nổi. Ồ, kiếm thật mạnh. Kỳ Linh hoa mắt thần mê, trong đầu xuất hiện rất nhiều kiếm chiêu có uy năng không thể tưởng tượng, có chút vượt qua đạo ảnh hưởng, có được ma lực không thể tưởng tượng. Một kiếm mặc dù cách cả trăm lần lãnh thổ quốc gia vô tận cũng không bị thời không ảnh hưởng. Một kiếm chém giết địch nhân, một kiếm thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, trở lại năm tháng quá khứ. Đáng tiếc không thể nào làm cho sinh linh đã chết phục sinh sống lại như hiện tại. Dị vũ trụ cổ vực, thế giới nội vực trung tâm vũ trụ khởi nguyên chi địa, nơi này vô cùng thần bí. Nơi này có 35 đại năng vĩnh hằng đã chết đi, thần bí hay không chưa phải trọng yếu nhất. Những chuyện lặt vặt này đối với đại năng vĩnh hằng mà nói không quan trọng, bọn họ cũng không phải quá quan tâm những đại năng vĩnh hằng chết đi, bọn họ quan tâm nhất chính là vũ trụ chi bảo. Những chuyện lặt vặt kia bọn hắn quan tâm là một ít che giấu của vũ trụ bổn nguyên. Lúc trước hủy diệt thần đình chi chủ, quật khởi trở thành cường giả đệ nhất vũ trụ, thống nhất cả vũ trụ. Phù. Một thân ảnh mang lụa đen phi hành trên không trung, cứ như vậy bay qua xiển xích bổn nguyên giữa ngoại vực và nội vực, trực tiếp phi hành tới thế giới nội vực. Cái gì? Làm sao có thể? Không phải nói muốn đi vào thế giới nội vực phải đi qua xiển xích bổn nguyên hay sao? Lúc này trước một xiển xích bổn nguyên đang có 18 tên thế giới cảnh và 3 gã đạo quân, trong đó có một gã thế giới cảnh chính là Hỏa Tấn Thủy Quân. Hỏa Tấn Thủy Quân lang thang tại ngoại vực vô số năm tháng, cũng nhận được đại thu hoạch, tự giác tiến bộ rất lớn. Hiện tại muốn thử xông xiển xích bổn nguyên, hắn lại thất bại, cho dù hắn đi được 800 dặm. Làm sao có thể bay qua đây? Hỏa Tấn Thủy Quân cũng khó có thể tin nhìn thân ảnh uyển chuyển trên bầu trời. Thân ảnh mang lụa đen phi hành, dường như thời không chẳng ảnh hưởng tới nàng. Nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực rất nhanh, đã biến mất khỏi tầm mắt của đám thế giới cảnh, đạo quân. Thế giới cảnh, đạo quân đều phải hành tàu xiển xích bổn nguyên, nếu không tất cả sẽ bị nuốt vào vực sâu. Dám bỏ qua xiển xích bổn nguyên, trực tiếp bay vào nội vực, cũng chỉ có vĩnh hằng đế quân mà thôi. Đúng thế, đích thế là vĩnh hằng đế quân rồi. Vị đế quân này là ai đây? Những đạo quân thế giới cảnh này cũng đoán được, vĩnh hằng đế quân quá hiếm thấy, quá rất thưa thớt. Cần biết vĩnh hằng đế quân sinh hoạt tại khởi nguyên chi địa chỉ có hai vị, một là Phù Bắc đế quân, một người khác là Bắc Phù đế quân. Nhưng thân ảnh uyển chuyển kia không phải là hai vị này. Rốt cuộc là vĩnh hằng đế quân nào đây? Ta cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng không nghĩ ra là ai cả. Chẳng lẽ là vĩnh hằng đế quân mới hợp đạo thành công hay sao? Nhưng một khi có đạo quân hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, chỉ sợ tin tức sẽ bị hủy diệt thần đình cũng biết thôi. Những đạo quân thế giới cảnh đang nghi hoặc và suy đoán. Lúc này bọn họ âm thầm ghi nhớ thân ảnh uyển chuyển mang lụa đen kia, nhận định đây là tồn tại vĩ đại không thể trêu chọc được. Bên trong thế giới nội vực, 35 thi thể cổ xưa phân ở các nơi, trước thi thể 3 vị kiếm đạo đại năng, tên nam tử áo bào trắng mắt bạc đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Vừa rồi nhất định có chấn động đặc thù gì đó, chẳng lẽ bí mật vũ trụ bổn nguyên trong truyền thuyết giấu ở chung quanh đây ư? Nam tử áo trắng mắt bạc cẩn thận dò xét, bất cứ cái gì liên lụy tới bí mật vũ trụ bổn nguyên đều làm cho các đại năng điên cuồng, hủy diệt thần đình chi chủ là ví dụ, ai không điên cuồng được đây? Ào ào. Gió thổi, bóng người hiện. Cái gì? Nam tử áo trắng, mắt bạc run rẩy, sắc mặt liền biến hóa. Tại sao ta còn không có cảm ứng được, đã chuẩn bị tới bên cạnh ta rồi. Hắn chính là đạo quân tứ bộ,
còn là đạo quân tứ bộ thanh danh lan xa. Sau khi chém giết với Vĩnh Hằng Đế Quân hồi lâu mới chạy trốn khỏi chết tới đây, phần năng lực này làm cho các đạo quân sợ hãi thán phục. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh, cách hắn 10 trượng lập tức xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển mặc lụa đen. Khí tức của nàng như vô cùng vô tận, đứng ở đỉnh phong của thế giới này, tất cả mọi thứ xung quanh giống như thần phục nàng vậy. Cổ Tinh Quân, Đan Tôn giả ư? Nam tử áo bào trắng mắt bạc sợ hãi liền cung kính quỳ xuống. Vãn bối xin bái kiến Tinh Quân. Hủy Diệt Thần Đình, địa vị tối cao đương nhiên là Hủy Diệt Thần Đình chi chủ, thống trị cả vũ trụ. Tiếp theo chính là 16 tinh quân. 16 tinh quân cao thâm mặc chắc, trong đó thần bí nhất, cường đại nhất chính là ba vị cổ tinh quân. Sở dĩ phân biệt với 13 người khác mà gọi là cổ tinh quân là vì ba vị này thời điểm vũ trụ sinh ra đã tồn tại. Sư tôn Hủy Diệt Thần Đình chi chủ Bạch Đế là một trong ba cổ tinh quân, mà Đan Tôn giả cũng là một trong ba cổ tinh quân. Nàng càng thêm thần bí, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít lộ diện. Cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quân cũng khó mà gặp được nàng. Trong cả vũ trụ, người có chút địa vị đều biết chân dung của Đan Tôn giả. Một bộ lụa đen, dung mạo lạnh lùng như băng, gương mặt nàng vĩnh viễn bao phủ trong sương mù, căn bản thấy không rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thân ảnh nguyền chuyển với lụa đen lúc này nhìn chằm chằm vào kiếm đạo chúa tể trước mặt. Tại sao nội tâm của ta có nhận thấy vậy? Đại ca, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta sẽ nghịch chuyển thời không, phục sinh các ngươi. Đại ca, nhị ca, tam ca. Thân ảnh uyển chuyển mang lụa đen nhớ kỹ, nàng đã nhớ quá lâu. Ánh mắt của nàng nhìn lên người nam tử khôi ngô đang chống cự kiếm. Bỗng nhiên về mặt nàng biến hóa, bỗng nhiên khí tức xung quanh chấn động. Cần biết thế giới nội vực khởi nguyên chi địa không phải địa phương dễ đi. Ở chỗ này đám người kỳ linh đạo quân không cách nào phi hành được. Đây là chế buộc khủng bố cỡ nào đây? Thế nhưng thân ảnh uyển chuyển trước mặt không quan tâm tới. Khí tức chấn động bao phủ xung quanh, tất cả đạo xung quanh rung động lắc lư như muốn tránh lui vậy. Chỗ ta đứng chúng đạo đều tránh lui ư? Nam tử áo trắng mắt bạc sợ hãi, không hổ là một trong ba vị cổ tinh quân. Thậm chí ba vị cổ tinh quân trong truyền thuyết không thích tranh quyền đoạt lợi, cho nên mới cho phép Hủy Diệt Thần Đình chi chủ thành lập. Trong truyền thuyết, thực lực ba vị cổ tinh quân không thua gì thần đình chi chủ. Đương nhiên đều là truyền thuyết. Dù sao ba vị cổ tinh quân là tồn tại ra đời khi vũ trụ ra đời, đều nói bọn họ biết rõ bí mật khởi nguyên. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn tốt, tại sao xung quanh đã có biến hóa rồi? Nam tử áo bào trắng mắt bạc nghi hoặc, mà thân ảnh uyển chuyển bên cạnh chính là Đan Tôn giả. Nàng nhìn nam tử khôi ngô trước mặt và bảo vật với ánh mắt khác lạ, cho dù đạo quân cũng không phát hiện ra. Thế nhưng Đan Tôn giả là có thể xuyên qua cấm chế phát hiện trong đám pháp bảo kia thiếu mất một kiện. Thiếu mất một kiện, ai lấy đi vậy? Ánh mắt Đan Tôn giả nhìn khắp bốn phương tám hướng, ánh mắt của nàng bao phủ cả nội vực. Nói cho ta biết nơi này phát sinh cái gì vậy? Đan Tôn giả nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng mắt bạc. Ta... Nam tử áo trắng mắt bạc không biết nên nói cái gì cho phải. Vù... Lúc này, một nam tử áo trắng lưng mang trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Tâm tình của Ký Linh rất tốt, rời khỏi vạn ma thâm uyên, trở lại thế giới nội vực. Ồ! Ký Linh nhìn hai đạo thân ảnh ở trước mặt. Tên kia là nam tử áo trắng, mắt bạc. Tuy khí độ cũng xem như bất phàm, có thể đi vào thế giới nội vực. Trong khởi nguyên chi địa, đều có một ít đạo quân nghịch thiên. Ký Linh tự nhiên rất bình tĩnh. Lúc này, nhìn thấy người mặc lụa đen bên cạnh, thân hình uyển chuyển kia mới làm cho Ký Linh kinh hãi. Rõ ràng hai bên khoảng cách rất gần, nhưng Kỳ Linh không thể nhìn thấy gương mặt người ta sau sương mù, chỉ cảm giác được khí lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lại có thể thẩm thấu vào trong tâm linh của kẻ khác. Đây là điểm làm cho Kỳ Linh phải sợ hãi. Từ đâu xuất hiện đại năng thế này đây? Kỳ Linh kinh hãi. Cho dù kiếm cung, mộc hoa công chúa cũng không làm cho ta cảm giác áp lực như thế này. Thân ảnh mặc lụa đen kia nhìn chăm chăm vào Kỳ Linh. Nàng nhìn kỹ Kỳ Linh, đôi mắt giống như muốn nhìn thấu Kỳ Linh vậy. Kỳ Linh mơ hồ cảm giác được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, hắn lại không nhìn rõ đối phương. Chính là ngươi ư? Bỗng nhiên thân ảnh mặc lụa đen lên tiếng, giọng của nàng vẫn lạnh như băng. Bỗng nhiên nàng phất tay áo một cái. Vù, Kỳ Linh hư không tiêu thất. Dựa theo quy củ của Hủy Diệt Thần Đình, tại khởi nguyên chi địa là cấm động thủ chém giết lẫn nhau. Chuyện này cũng ngăn cản đám đạo quân giết người đoạt bảo. Tên đạo quân bên cạnh chỉ trơ mắt nhìn mà không dám lên tiếng. Cho dù Hủy Diệt Thần Đình chi chủ biết rõ, chỉ sợ cũng không nói được cái gì cả. Một trong ba cổ tinh quân là Đan Tôn giả,
cho dù đại khai sắp tới tại khởi nguyên chi địa thì thế nào đây? Đan tôn giả Thu Kỳ Linh liền lạnh nhạt nói, người có thể đi. Vâng. Nam tử áo trắng mắt bạc cúi chào sau đó rời đi thật nhanh. Đan tôn giả ngẩng đầu si ngốc nhìn thi thể nam tử khôi ngô chống đại kiếm kia, cũng quên mất thời gian trôi qua, yên lặng nhìn mãi. Hắn chết, chết thật lâu thật lâu, thi thể của hắn lại giống như khi đang còn sống. Đan tôn giả. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Sao? Lụa đen trên người đan tôn giả phất phơ, đôi mắt xinh đẹp kinh tâm động phách của nàng nhìn sang nơi xa xa, có một nam tử mặc đạo bào màu xanh xuất hiện, đầu đội mũ cao đi tới. Là phủ bác ư? Đan tôn giả lạnh lùng nói. Nghe nói người hơi có chút tài năng, còn luyện chế thành bổn mạng đạo phù ư? Phủ bác đế quân khẽ giật mình. Hắn có thành tựu phù đạo cao nhất là bổn mạng đạo phù, người biết cực nhỏ. Vĩnh Hằng đế quân chỉ có hủy diệt thần đình chi chủ và bạch đế biết rõ, nhưng bây giờ một trong ba đại cổ tinh quân như đan tôn giả vậy mà cũng biết. Quả nhiên đan tôn giả tin tức linh thông, phủ bác đạo quân nói ra. Như vậy tôn giả bảo ta đến là vì chuyện gì đây? Muốn nghịch chuyển thời không, phục sinh đồ nhi của ngươi sao? Đan tôn giả nói. Ồ, nếu như nói thành tựu nghịch chuyển thời không, sợ rằng trong vũ trụ này đan tôn giả ngươi mới là người xếp thứ nhất chứ. Phủ bác đạo quân nói. Bởi vì thần đình chi chủ và bạch đế mở miệng quá lớn, ta không có những biện pháp khác cả, cho nên ta muốn tới hỏi tôn giả ngươi còn biện pháp nào phục sinh đồ nhi của ta hay không. Ta không thể cứu đồ nhi của ngươi, có lẽ thần đình chi chủ có thể. Đan tôn giả lạnh lùng nói. Không cứu được ư? Phủ bác đế quân khẽ giật mình. Nghịch chuyển thời không, phục sinh một chân linh mất đi, đây là vi phạm đại đạo của cả vũ trụ. Đan tôn giả chậm rãi nói. Vũ trụ không ngừng diễn biến, đi về hướng tương lai. Nghịch chuyển thời không chính là làm trái lực lượng của vũ trụ. Thần đình chi chủ mượn nhờ lực lượng vũ trụ bổn nguyên, cho nên có thể gánh vác vũ trụ căn trả, ta không làm được. Đan tôn giả nói. Phủ bác đế quân lộ ra vẻ thất vọng. Lúc trước ngươi không phải nói sinh linh giới vĩnh hằng, nghịch chuyển thời không, phục sinh dễ dàng hơn nhiều hay sao? Phủ bác đế quân lo lắng và đau lòng. Đan tôn giả lạnh lùng lườm hắn một cái. Nội tâm phủ bác đế quân rung động. Trước đây lâu thật lâu, đan tôn giả cũng đã là tồn tại đứng ở đỉnh phong của cả vũ trụ. Khi đó còn không có thần đình chi chủ, khi đó cường đại nhất chính là ba vị cổ tinh quân. Đan tôn giả từng không tiếc bất cứ giá nào muốn nghịch chuyển thời không, phục sinh đại ca của nàng, nhưng cuối cùng lại thất bại, lọt vào cắn trả và nàng suýt nữa thân tử đạo tiêu. Lúc đấy nàng tuyệt vọng nói với hai vị cổ tinh quân khác, sinh linh dưới vĩnh hằng, nghịch chuyển thời không, phục sinh dễ dàng hơn nhiều, thành tựu vĩnh hằng muốn phục sinh rất khó khăn, rất khó. Từ đó đan tôn giả một mình ly khai, mất tích thật lâu, cho đến sau khi thần đình chi chủ quật khởi thống nhất vũ trụ này, thần đình chi chủ mới 16 vị tinh quân tề tụ thần đình. Khi đó đan tôn giả mới lại xuất hiện một lần. Không nên nếm thử nghịch chuyển thời không cứu đồ nhi của ngươi, trừ khi thần đình chi chủ, không ai có thể làm được đâu. Đan tôn giả lạnh lùng nói. Ta không thể phục sinh ai nữa. Phủ bác đế quân hiểu hay không hiểu cũng không hỏi, vị trước mặt chính là nữ nhân duy nhất trong ba cổ tinh quân, thực lực thâm bất khả chắc. Ba vị cổ tinh quân giao tình với nhau sâu đậm. Lúc trước đan tôn giả phục sinh đại ca của nàng, hai vị cổ tinh quân khác cũng bôn ba trả giá rất nhiều. Mà nghịch chuyển thời không, phục sinh kỳ thực cũng là cấm kỵ của đan tôn giả, không thể nhiều lời. Phủ bác đế quân hắn cũng muốn phục sinh, tính toán là đồng bệnh tương liên, đan tôn giả mới nói nhiều với hắn như thế. Trước kia cảm ứng tôn giả tới, phát hiện tôn giả bắt đi một tiểu gia hỏa. Phủ bác đế quân cười nói. Tiểu gia hỏa kia chính là truyền nhân của đại ca tôn giả hay sao? Phủ bác. Đan tôn giả nhìn phủ bác đế quân. Ta nhắc nhở ngươi đừng lẫn vào chuyện của tiểu bối. Ồ, đương nhiên ta hiểu. Nếu tôn giả có việc, cứ việc phân phó ta, ta sẽ cần lực đi làm. Phủ bác đế quân tươi cười, sau đó xuất ra một ngọc phù hỗn tạp kỳ lạ. Một đạo ngọc phù này xem như tặng tiểu gia hỏa kia đi. Đan tôn giả nhìn sang, khóe miệng hơi cong lên, vung tay lên thu ngọc phù. Không cần đưa tiễn. Đan tôn giả nói xong cũng bay nhanh rời đi. Phủ bác đế quân đưa mắt nhìn thân ảnh đan tôn giả biến mất, lúc này tươi cười nói. Vị kiếm đạo chúa tể kia vô tận năm tháng cho tới bây giờ mới có được truyền nhân đầu tiên đấy. Lúc vị chúa tể kia tử vong đã lập rất nhiều cấm chế, từ bên ngoài không phát hiện số lượng bảo vật biến hóa. Thế nhưng nếu như có thể nhìn thấu cấm chế kia, là có thể dình trong trận pháp cấm chế còn bao nhiêu bảo vật.
Đan Tôn Giả trước đây thật lâu lấy luyện đan nổi danh, cho nên mới được Tôn Giả xưng là Đan Tôn Giả. Trong phiến vũ trụ này, Đan Tôn Giả được công nhận là luyện đan đệ nhất nhân, cho tới bây giờ không có ai vượt qua nàng cả. Phương diện trận pháp cấm chế, đương nhiên nàng lợi hại hơn đại ca của nàng, tự nhiên cũng nhìn thấu. Mà Phù Bác Đế Quân chính là đệ nhất nhân đạo phù một đạo cả vũ trụ này, phương diện cấm chế còn lại hại hơn vị chúa tể đã chết đi kia rất nhiều. Hai người bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấu cấm chế còn bao nhiêu bảo vật, thế nhưng bọn họ không dám loạn động bảo vật, bởi vì làm thế sẽ bị cả thế giới nội vực khởi nguyên chi địa phản kháng. Mà thế giới nội vực chính là nơi của vũ trụ bổn nguyên, tương đương với cả vũ trụ phản kích, uy năng không thể tưởng tượng. Kỳ Linh đang trong thế giới động phủ, thế giới này lớn gần trăm dặm, hắn không thể thoát ra bên ngoài. Tại sao lại bắt ta vậy? Vị đại năng kia rốt cuộc là thiện ý hay là ác ý đây? Kỳ Linh không nghĩ tới chính mình vừa thành đệ tử ký danh của chúa tể, đạt được bảo bối của vị chúa tể kia, còn chưa kịp cao hứng đã bị đại năng khác bắt đi rồi. Trong thế giới nội vực thậm chí có đại năng dám động thủ hay sao? Chỉ sợ cũng là Vĩnh Hằng Đế Quân. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Kỳ Linh cũng hiểu mình không có năng lực phản kháng vì đại năng bắt mình đi, chính mình căn bản không có chút năng lực phản kháng nào cả. Phù, Kỳ Linh cảm giác lực lượng cường đại bộc phát, về sau có cảm giác mình đã ra ngoài. Sao đây là? Kỳ Linh nhìn về phía trước, đây là trong bóng tối vô tận, nơi này có hư không kiểu ngũ sắc, trừ hư không kiểu ngũ sắc ra địa phương khác đều là bóng tối vô tận. Kỳ Linh hiện đang đứng trên hư không kiểu ngũ sắc. Kiểu ngũ sắc là một cây cầu hư không, bên cạnh còn có thân ảnh uyển chuyển mặc lụa đen. Chúng ta đã rời khỏi cổ vực, cũng nhanh chóng đi tới Tam Diệp Cánh. Thân ảnh mặc lụa đen bên cạnh nói ra, hư không kiểu ngũ sắc lúc này đang bay đi trong hư không vô tận. Lúc này không biết đã bay đi bao nhiêu tỷ dặm, xuyên qua không gian còn nhanh hơn cánh hoàn hoàng tử không biết bao nhiêu lần. Sao rời khỏi cổ vực ư? Kỳ Linh hết sức kinh ngạc, trước đó còn đang ở khởi nguyên chi địa. Trước kia bọn họ tân tân khổ khổ xuyên thẳng qua hư không vạn năm mới đi tới được khởi nguyên chi địa, tại sao lại phải rời khỏi cổ vực đây? Chính mình cảm giác còn chưa tới mấy phút, tốc độ này cũng quá nhanh. Xin hỏi tiền bối, Tam Diệp Cảnh là ở đâu vậy? Kỳ Linh hỏi. Là nơi ở của ta. Đan Tôn Giả lạnh nhạt nói. Ngũ sắc hư không kiều không ngừng xuyên qua hư không, xuyên thẳng qua tất cả trở ngại. Chỉ một lát sau, phía trước đã xuất hiện thế giới giống như tiên cảnh, nơi này rộng lớn khôn cùng. Nơi này là Tam Diệp Cánh, lúc trước ta tùy ý tìm một nơi trong hắc ám khổ hải mà mở thế giới này, vô số năm tháng qua ta vẫn cư ngụ ở nơi đây. Đan Tôn Giả nói chuyện mang theo hàn khí. Tam Diệp Cánh tương đối che giấu, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài cũng chưa nghe nói qua, sau này nếu ngươi muốn đến tùy thời có thể đến được. Kỳ Linh thả lỏng tâm thần, dường như thái độ của vị đại năng thần bí này đối với mình không kém. Tiền bối muốn thả vãn bối giờ đi ư? Không đi ra ngoài lưu lạc, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại Tam Diệp Cánh hợp đạo thành công thành vĩnh hằng sao? Đan Tôn Giả lườm Kỳ Linh nói. Yên tâm, ta mang ngươi tới là có chuyện khác mà. Chuyện của ta xong, ta tự nhiên không trở ngại ngươi. Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lại nói ngươi ở bên ngoài khó mà vào trong Tam Diệp Cánh, ngươi cuối cùng là đệ tử cố nhân của ta, cũng xem như là hậu bối. Kỳ Linh nói. Xin tạ ơn tiền bối. Kỳ Linh lúc này mới có tâm tư hào hào thưởng thức Tam Diệp Cảnh ở trước mắt. Từ bên ngoài nhìn, nó là một đại thế giới giống như ba phiến lá. Thế giới này to lớn vượt qua các đại lục lơ lửng khác không biết bao nhiêu lần. Người biết nó vì cái gì gọi là Tam Diệp Cảnh hay không? Bỗng nhiên Đan Tôn Giả đặt câu hỏi. Là vì đại thế giới này có hình dạng giống như ba phiến lá, cho nên gọi là Tam Diệp Cảnh ư? Kỳ Linh phán đoán. Đan Tôn Giả nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm nữa. Vèo. Đan Tôn Giả mang theo Kỳ Linh bay vào trong thế giới ở trước mặt. Cổ vực khởi nguyên chi địa bên trong ngoại vực, trong một nơi bí ẩn có một đạo hào quang đỏ rực bay ra ngoài. Tô Vô Cơ mặc áo bào màu đỏ, toàn thân đắm chìm trong hỏa diễm, có dị tượng chim bay. Ta không cảm ứng được chủ nhân, vì sao đột nhiên không có cảm ứng được? Trước kia còn cảm ứng được hắn đang ở trong nội vực mà. Tô Vô Cơ nhìn về hướng nội vực, trong mắt có lo lắng bất an. Trong nháy mắt Đan Tôn Giả thu hồi Kỳ Linh cũng làm cho nàng mất đi cảm ứng đối với Kỳ Linh. Kỳ Linh có tín phù của nàng, nàng cũng phóng một kiện tín phù cho Kỳ Linh. Cả hai có thể nhờ vào chúng cảm ứng được hai bên đang ở đâu, có thể tùy thời mà tụ hợp. Vì sao không thể cảm ứng được như thế này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nội tâm Tô Vô Cơ cực kỳ bất an,
Bởi vì nội tâm bất an cho nên nàng thậm chí không tiếp tục mạo hiểm nữa, buông tha phần cơ duyên kia. Tô Vô Cơ hóa thành một đạo hào quang và xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng bay tới gần biên giới khu vực nội vực. Một lát sau, hỏa tấn. Trên một dây xích bổn nguyên có một đám người tu hành tụ tập ở đó, trong đó có hỏa tấn thủy quân. Hỏa tấn đạo hữu. Tô Vô Cơ lập tức đáp xuống và hành lễ. Là hỏa tiên tử. Hỏa tấn thủy quân thấy thế đứng lên hiếu kỳ hỏi. Hỏa tiên tử, tại sao ngươi lại tới nơi này? Nhìn vẻ mặt của ngươi có vẻ lo lắng như thế, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là chủ nhân của ta. Tô Phục Cơ lo lắng liền nói. Ta cảm ứng chủ nhân đã biến mất rồi, trong nội tâm bất an cho nên lập tức chạy tới đây. Không biết hỏa tấn đạo hữu, ngươi có gặp chủ nhân của ta hay không? Hỏa tấn lắc đầu. Ồ, từ khi Bắc Minh đi vào thế giới nội vực, ta chưa từng gặp qua hắn. Ngươi nói đột nhiên không cảm ứng được hắn nữa. Ừ. Tô Vô Cơ gật đầu liên tục. Tín phủ chủ nhân đang ở đây, tín phủ không có bị tổn hại. Nếu như Kỳ Linh đã chết, tín phủ sẽ cảm ứng được mà vỡ ra. Tín phủ không có vỡ ư? Hỏa tấn truy vấn. Không có vỡ. Tô Vô Cơ gật đầu. Thế giới nội vực tràn ngập nguy hiểm. Hỏa tấn nói. Dù sao cũng là khởi nguyên chi địa của vũ trụ, Bắc Minh hắn có thể lâm vào trong hiểm địa. Hiểm địa kia ngăn cách ngươi cảm ứng. Hiện tại chủ nhân của ngươi còn sống, đương nhiên có thể ngăn cách cảm ứng của ngươi, tuyệt không phải hiểm địa bình thường. Có lẽ chủ nhân của ngươi hắn. Nội tâm Tô Vô Cơ run lên. Nàng cũng lo lắng điểm này. Kỳ Linh tiến vào nội vực lâu như vậy, nàng có thể cảm ứng được. Như Phong Nhất Tâm Quân đi vào lâu như vậy, tùy tùng Yến Hồi Tiên Nhân của hắn cũng có thể thời khắc cảm ứng được. Ngay cả Khánh Hoàn Hoàng Tử cũng đi vào nội vực, tùy tùng Thiên Lang Thế Giới Thần của hắn cũng có thể cảm ứng. Bây giờ nàng đột nhiên không thể cảm ứng được vị trí của Kỳ Linh là điểm không bình thường. Người chờ một chút, ta nghe nói thế giới cánh không thể ở trong nội vực quá lâu đâu. Hỏa tấn nói. Lại đợi thêm mấy ngàn năm vạn năm, xem có thể chờ được Bắc Minh hay không. Ừ. Tô Vô Cơ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có thể chờ đợi. Xin đa tạ hỏa tấn đạo hữu. Tô Vô Cơ lúc này chọn một góc và ngồi xuống. Tâm thần nàng bất định, cũng không thích hợp tiếp tục đi mạo hiểm. Lúc trước nàng đi ngoại vực cũng đạt được thu hoạch kinh người. Chủ nhân nhất định phải còn sống đi ra. Tô Vô Cơ có tình cảm phức tạp với Kỳ Linh. Kỳ Linh thực lực cực mạnh, Kỳ Linh mới lần cứu nàng. Trong nội tâm của nàng cũng có lòng ái mộ, nhưng khả năng cảm thấy nội tâm Kỳ Linh đã có người nào đó, cho nên Tô Vô Cơ vẫn do dự dự, không dám mở miệng. Trong thế giới tam diệp cảnh, sâu trong hắc ám khổ hải, trong một tòa động phủ đen kịt sinh ra rung động. Trong rung động có hai thân ảnh đi ra, chính là Đan Tôn Giả và Kỳ Linh. Đây là động phủ của ta. Đan Tôn Giả lạnh nhạt đi tới. Kỳ Linh cũng theo sau và nhìn quanh. Tiền bối à, tại sao trong động phủ không có người tu hành khác vậy? Nhìn nơi này không có cửa, thực sự là chuyện kỳ quái. Ta thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy. Đan Tôn Giả lạnh lùng nói. Kỳ Linh gật đầu. Nếu như bị các đại năng khác trong tam thập cảnh phát hiện, Đan Tôn Giả cao cao tại thượng, luôn lạnh lùng với kẻ khác, lại nói chuyện với một thế giới cảnh, thì nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Đan Tôn Giả nổi danh lạnh lùng, cho dù là gặp Vĩnh Hằng Đế Quân, nàng cũng không để ý tới. Phủ Bác Đế Quân có thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn cũng dốc sức muốn phục sinh đệ tử của hắn, cho nên mới có được vài phần kính trọng của Đan Tôn Giả. Ào ào, phía trước có một lò đan lớn, bên cạnh lò đan có hồ nước lớn trăm dặm, bên cạnh hồ nước còn có thác nước đổ ầm ầm vào trong hồ. Đó là... Kỳ Linh kinh ngạc nhìn hồ nước kia. Đều là hỗn độn linh dịch cư. Hồ nước lớn trăm dặm này đều là hỗn độn linh dịch cư. Kỳ Linh có chút không rõ tại sao lại có nhiều hỗn độn linh dịch như thế này. Người không hiểu luyện đan nữa. Đan Tôn Giả nhìn về phía Kỳ Linh. Không hiểu. Kỳ Linh lắc đầu. Nếu như ngươi hiểu luyện đan thì sẽ biết thôi. Hỗn độn linh dịch có tác dụng thật lớn trong luyện đan. Bởi vì nó, đan dược mới có các loại thần kỳ. Nó có thể diễn sinh ra sinh mệnh, diễn sinh ra tất cả vạn vật, là phụ phẩm không thể thiếu trong luyện đan. Đan Tôn Giả nói. Luyện chế một ít đan dược cực kỳ chân quý, tiêu hao hỗn độn linh dịch phi thường lớn. Ta dứt khoát tạo thành hồ nước này, lúc luyện chế đan dược cũng dẫn tới. Kỳ Linh âm thầm líu lưỡi. Chúa tể chết đi cho đệ tử ký danh hắn 5.000 phương hỗn độn linh dịch. So sánh với hồ nước đầy hỗn độn linh dịch lớn trăm dặm này, đúng là không so sánh nổi. Đan Tôn Giả đi tới, nàng đi tới trước một bệ đá gần lò đan. Nàng khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn lên người của Kỳ Linh. Ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ.
Đan Tôn Giả mở miệng: "Xin tiền bối cứ phân phó." Kỳ Linh cung kính nói: "Ta biết rõ ngươi đạt được truyền thừa của chúa tể, áo giáp chúa tể hẳn đang trên người của ngươi, phải không?" Đan Tôn Giả nói. Nội tâm Kỳ Linh kinh hãi, tại sao nàng lại biết? "Đúng vậy." Kỳ Linh tự nhiên sẽ không ra vẻ thông minh, lúc này gật đầu nói: "Ngươi cho ta mượn áo giáp, cho ta mượn nửa tháng thôi." Đan Tôn Giả do dự và nói ra: "Mượn ư?" Kỳ Linh âm thầm nói thầm: "Cho dù ngươi đoạt thì ta cũng không có biện pháp phản kháng." Tâm ý Kỳ Linh khẽ động, lúc này bên ngoài thân thể có hào quang lưu động, hình thành một cái áo giáp phong cách cổ xưa. Trên áo giáp này tỏa ra khí tức cổ xưa mờ mịt, dường như có một ngọn núi lớn vô tận nằm trong tay của Kỳ Linh vậy. Đan Tôn Giả nhìn thấy áo giáp trong tay Kỳ Linh thì thân thể khẽ run lên. "Tiền bối." Kỳ Linh duỗi tay ra, áo giáp phong cách cổ xưa bay tới. Đan Tôn Giả nhẹ nhàng tiếp nhận, đặt lên gối, hai tay vuốt ve, ngón tay của nàng không ngừng run rẩy, nhẹ giọng thì thào. Kỳ Linh căn bản không nghe được nàng nói cái gì cả. "Người có thể nói cho ta biết, lúc chúa tể truyền thừa cho ngươi, hắn nói với ngươi cái gì? Nói về ai không?" Đan Tôn Giả nhẹ giọng hỏi. "Lúc chúa tể truyền thừa cho ta, chứ nói chuyện khác, chỉ nói một câu thôi." Kỳ Linh cũng không giấu giếm. "Hắn nói, đệ tử của ta, nếu hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, hôm nay ta ban ân cho ngươi, hãy báo đáp trên người Đan Tôn Giả." Kỳ Linh nói ra lời này, cũng không biết nữ tử mặc lụa đen trước mặt chính là Đan Tôn Giả. Nội tâm Đan Tôn Giả rung động, hai giọt nước mắt óng ánh nhỏ xuống, nhỏ lên áo sắp vỡ tung tóe thành mảnh nhỏ, chúng lại hóa thành sương mù, cho nên Kỳ Linh không có phát hiện ra được. Trầm mặc hồi lâu, Đan Tôn Giả mới lên tiếng: "Ngươi cho ta mượn áo giáp nửa tháng, ta cũng không thể thua thiệt cho ngươi đâu. Ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu, ngươi hảo hảo suy nghĩ đi, chỉ cần không phải quá phận. Mặc dù ngươi yêu cầu một bộ khôi lỗi đạo quân tứ bộ, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nghĩ kỹ, nói cho ta biết ngươi muốn cái gì." Kỳ Linh mừng rỡ trong lòng, chỉ cho mượn áo giáp nửa tháng đã có chỗ tốt như vậy ư? Tiền bối, ngươi dứt khoát mượn 10 năm, 8 năm cũng được. Cơ hội chỉ có một lần, nên suy nghĩ thật tốt vào. Đan Tôn Giả còn nói. Kỳ Linh gật đầu suy nghĩ, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây? Bảo bối ư? Chính mình có áo giáp chúa tể, có 5.000 vạn phương linh dịch, cũng có chúa tể đạo phù, yêu cầu một ít bảo vật cũng chỉ có trợ giúp hạn chế mà thôi. Chỉ có thứ chân chính trợ giúp mình gia tăng thực lực mới là thực tế nhất. Tiền bối. Kỳ Linh nhìn lò đan cực lớn bên cạnh, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời và nói: "Nơi này có lò đan cực lớn, tiền bối lại chuyên môn làm ra hồ nước chứa hỗn độn linh dịch này, xem ra tiền bối cực kỳ am hiểu luyện đan phải không?" "Đúng vậy." Đan Tôn Giả gật đầu nói: "Luận luyện đan, trong vũ trụ này không ai có thể vượt qua ta. Nếu luyện khí, luyện khô lỗi, ta có thể đứng top 3 trong vũ trụ." Kỳ Linh sợ đến nhảy dựng lên, khẩu khí thật là lớn, đây là tự tin cỡ nào mới dám nói cả vũ trụ này không ai luyện đan vượt qua nàng. "Tiền bối am hiểu luyện đan." Kỳ Linh nói: "Có thể truyền thụ cho văn bối chút thủ pháp luyện đan được không?" "Sao, thủ pháp luyện đan ư?" Đan Tôn Giả nhìn Kỳ Linh nói: "Đây là bí mật không truyền ra ngoài, trong luyện đan. Người muốn học luyện đan sao?" Kỳ Linh lắc đầu, tâm ý hơi thay đổi, lập tức có một đạo thần lôi bay ra khỏi người. "Tiền bối thỉnh xem, văn bối học một bí thuật cần lôi thủy kết hợp với nhau, giống như luyện chế đan dược vậy. Tu luyện tới đại thành có thể làm chín đạo thần lôi hoàn mỹ kết hợp lại, hình thành cửu trọng thần lôi, uy lực to lớn, cho dù đạo quân tứ bộ cũng có thể trực tiếp diệt sát được. Thế nhưng bí thuật này tu luyện cực kỳ gian nan, văn bối hiểu quá ít ở phương diện luyện đan." "Ồ, dùng thần lôi làm tài liệu luyện chế bí thuật, sáng tạo ra bí thuật này, luyện đan đã có thể nhập môn chân chính rồi." Đan Tôn Giả gật đầu nói. Kỳ Linh tức cười, vạn thần đạo quân chỉ mới nhập môn hay sao? Nhưng vị đại năng trước mặt dám nói thuật luyện đan của nàng tuyệt đối đứng đầu cả vũ trụ. Nàng nói những lời này chính là nói thật. "Thủ pháp luyện đan của ta không dễ dàng chuyển ra bên ngoài." Đan Tôn Giả do dự, nàng lại vút ve áo giáp nằm trên gối của mình, lúc này mới lên tiếng: "Cho tới bây giờ ta cũng chỉ mới truyền thụ cho 3 đệ tử, hôm nay ngươi là người thứ 4. Nhớ kỹ, không được ta cho phép, nhất thiết không thể chuyển ra bên ngoài. Có pháp môn như thế, mặc dù hơi tập luyện cũng có thể thành cao thủ luyện đan, ít nhất có thể so sánh với kẻ sáng tạo ra bí thuật cửu trọng thần lôi kia. Nếu ngươi nguyện ý hao phí tâm tư siêu việt hắn sẽ dễ dàng hơn." Kỳ Linh líu lưỡi, luyện đan vượt qua vạn thần đạo quân ư? "Hãy ghi nhớ."
Đan Tôn Giả vung tay lên, lúc này một đám phù văn giống như lá cây không ngừng bay thẳng về phía Kỳ Linh, lúc chạm vào Kỳ Linh cũng rót vào trong trí nhớ của hắn rất nhanh. Qua hồi lâu, hắn đã ghi nhớ tất cả. Trong đầu Kỳ Linh lúc này nhiều ra một bộ pháp môn tên là Đan Diệp Thất Trương. Sau khi Kỳ Linh xem xong, cảm thấy thể hồ quán đỉnh, chính thức đại đạo pháp môn giảng thuật là vô cùng đơn giản. Kỳ Linh chỉ đọc một lần là ghi nhớ, năng lực luyện đan có thể tăng lên nhanh chóng, chỉ sợ hiện tại cũng không kém gì đan bảo thế giới thần. Như vậy cũng không nói gì, mà là Đan Diệp Thất Trương này quá mức lợi hại, cảnh giới bản thân Kỳ Linh tự nhiên đầy đủ cao. Này, này! Kỳ Linh nhìn về phía Đan Tôn Giả, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền bối à, văn bối chỉ là cầu một đít thủ pháp luyện đan thôi mà. Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Đan Tôn Giả phân phó nói. Nếu ngươi nguyện ý, tương lai nhàn rỗi nên hao chút tâm tư học luyện đan, có lẽ sẽ xúc động khi ngươi luyện kiếm đấy. Dạ vâng. Kỳ Linh cung kính nói. Có pháp môn luyện đan vô cùng nguyên vẹn như Đan Diệp Thất Trương, trong đó bao hàm hàng tỷ tập tính kỳ vật và giải thích cặn kẽ, còn có rất nhiều đan phương luyện chế đan dược như Thâu Thiên Sinh Tử Đan cũng là đan dược bình thường mà thôi. Kỳ Linh thực sự chỉ muốn cầu một bộ pháp môn luyện đan đơn giản mà thôi. Nếu đã nhận pháp môn của ta, Đan Tôn Giả nói, tương lai nếu gặp được người nào vô cùng có thiên phú luyện đan thì có thể truyền thụ chương thứ nhất trong Đan Diệp Thất Trương. Nếu có thể hoàn thành chương thứ nhất, lại truyền thụ chương thứ hai. Nếu như có thể học được cả ba chương, ngươi liền đưa cho kẻ đó tới gặp ta. Nhớ kỹ, lúc ngươi chọn đệ tử giúp ta, chưa được truyền thụ ba chương. Tuy ba chương này vô cùng huyền diệu, nhưng còn không phải chân quý cỡ nào. Bốn chương phía sau, ta phải gặp tận mắt mới có thể truyền thụ được. Dạ vâng. Kỳ Linh cung kính nói. Vãn bối sẽ lập đời thề bổn mạng. Nghe vậy, Đan Tôn Giả nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì vị chúa tể chết đi kia, thái độ của nàng với Kỳ Linh cũng có phần đặc thù. Nàng cũng không muốn cưỡng ép Kỳ Linh lập lời thề bổn mạng. Kỳ Linh lại không cho rằng như thế. Đây là pháp môn kinh thiên động địa. Nếu là mình ngày nào đó bị cường địch đánh chết đi, bị cường địch siêu hồn đạt được pháp môn này, đó mới thực xin lỗi Đan Tôn Giả. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 195 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.